Giờ đố mọi người nha. Cái hộp này mở ra nó sẽ là màu tím hay là màu cam? Đoán luôn đi nha, đoán luôn đi, đừng đợi mở hộp ra mới đoán. Nếu mà các bạn đoán sai thì các bạn có thể cho mình một nút follow theo dõi hoặc là đăng ký kênh được không ạ? Ai mà muốn mua những cái quyển sổ như thế này, nó là size A5 nha và giá của nó là 30. Nhắn tin cho mình có để số điện thoại Zalo đấy. 120 trang nha. Khi mà mua thì mình sẽ tặng kèm thêm con mèo này cho nó may mắn nha mọi người. Giờ đó mọi người này, cái hộp này nó sẽ mở ra màu gì? Mà nếu mà mọi người đoán sai ấy, thì mọi người follow hoặc là đăng ký kênh cho mình nhé. Được không? Những cái sổ như thế này này, nó là size A5 nha các bạn. Sổ còng. Và các bạn muốn mua thì các bạn nhắn Zalo cho mình. Mình có để thông tin số điện thoại Zalo ở trên màn hình, hoặc là ở chỗ bình luận, hoặc là ở tiêu đề video ấy. Khi mua sổ thì mình sẽ tặng kèm sticker nhé. Mua ít tặng ít, mua nhiều tặng nhiều nha.